Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Radar đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon mà dịch vụ USPS. Ở phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến từ website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay. Ở bên trong các bạn thấy đây chính là chiếc bóc của chúng ta, được đóng gói rất là đơn giản các bạn ha. Ở phía bên dưới chúng ta sẽ không có gì khác. Và chiếc bóc chính của Prada thì được bảo vệ bằng một cái lớp giấy trắng bên ngoài, như các bạn thấy. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Đây chính là thương hiệu Prada của chúng ta với cái tông màu đen cùng với một cái logo Prada màu đỏ như thế này, rất là đặc trưng của thương hiệu này luôn. Đầu tiên mình xin giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Thì công ty được Mario Prada và anh trai Martino thành lập vào năm 1913 với tư cách là một cửa hàng bán đồ da có tên là Fattori Prada ở Milan, Ý. Ban đầu cửa hàng Prada bán các mặt hàng động vật và nhập khẩu tủ hấp cùng túi sách của Vương quốc Anh. Hiện nay thì Prada đã là một hãng thời trang cao cấp của Ý, chuyên về túi sách da, phụ kiện du lịch, giày dép, đồ may sẵn, nước hoa và các phụ kiện thời trang khác, chẳng hạn như mắt kính của chúng ta và đồng hồ. Rồi, tạm thời mà đó là những thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này cho các bạn có thể nắm bắt được ha. Còn bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu xem bên trong sản phẩm của chúng ta sẽ như thế nào. Phía bên ngoài hộp mình không thấy có chiếc tem nào cung cấp những thông tin về sản phẩm bên trong. Bây giờ mình sẽ đi vào trong luôn nhé. Đây, bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta được đựng trong một chiếc hộp nhựa nữa nha các bạn. Đây là một bộ sưu tập rất là mới của Prada. Ở phía bên dưới chúng ta sẽ có những các phụ kiện đi kèm như một khăn lau chuyên dụng nè, một sách hướng dẫn sử dụng của Luxottica, đây, chung tập đoàn với Ray-Ban nè các bạn ha. Đây, chiếc bóp bằng nhựa của chúng ta đây, nó giống hình một chiếc mắt kính luôn nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ấn nhẹ vào đây, nắp sẽ tự động bật ra. Bên trong chúng ta sẽ thấy phần lớp nhung này sẽ có tên thương hiệu Prada rất là nổi bật. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, rất là đẹp luôn các bạn. Prada thì họ bảo vệ hai chiếc càn kính này cũng tương đối đơn giản bằng cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càn kính như thế này. Tạm thời mình sẽ lấy ra nhé. Và đầu tiên mình xin chia sẻ về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Prada Linea Rosa Men's Club, một mẫu kính mát dành cho nam giới đến từ bộ sưu tập mới của Prada hoặc Linea Rosa rất là nổi tiếng. Mã của sản phẩm này sẽ là SPS03W-UFK07G-66. Mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này dưới phần nội dung. Các bạn có thể truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại ship.vn nhé. Với độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 66mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn thì đều có đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt nè, cũng như là chi tiết hai bên thái dương này nhé. Cái điều này nó cực kỳ quan trọng luôn, nó giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính hợp gu thời trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó phải thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính đó mới có thích hợp với bạn. Về màu trồng kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái tông màu Grey Mirror Black, tức là màu xám trắng gương đen như các bạn có thể thấy nè, nó sẽ có một cái lớp gương mỏng màu đen. Tất nhiên trồng kính của chúng ta sẽ là 100% chống tia UV, là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Và phía trên ống kính bên phải đây các bạn có thấy nè, đây chính là tên thương hiệu Prada, các laser cực kỳ sắc nét luôn nha, tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu mắt kính của chúng ta. Về cầu kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 16mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm, thông số đầu của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua điểm kính bên đây ha, cái phần nhỏ phía dưới này ta sẽ có là chính là cầu kính của chúng ta. Càng kính trên mẫu này sẽ là 140mm, một chiếc càng kính tương đối trung bình. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước cũng như thông tin sản phẩm được thể hiện bên trong càng kính bên trái. Tương tự như trên mẫu này chúng ta cũng sẽ thấy đây. Đầu tiên là về mã sản phẩm chúng ta sẽ có là SPS 03W ha, và chúng ta sẽ có là 66-16, tức là độ rộng kính, cầu kính, rồi mã màu UFK-07G, rồi độ đây, chiều dài càng kính 140. Đó là những cái thông tin của sản phẩm được thể hiện bên đây. Và phía bên sau phần tay kính này các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái lớp cao su cùng với đó là được dập nổi tên thương hiệu Prada luôn, rất là nổi bật. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu Prada cùng với dòng chữ Made in Italy, khẳng định chất lượng đến từ thương hiệu này, và cái chuẩn mới của chúng ta là UKCA.
Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái mã số, đây là PP1873-3730, thì không biết là cái này là có phải là số seri của sản phẩm hay không, mình không dám chắc nha. Và chúng ta sẽ có phần tay kính cũng vậy, một phần tay kính cao su và tên thương hiệu radar được dập nổi trên phần tay kính này. Thì cái phần cao su này nó giúp cho chúng ta tăng cái độ bám hơn nha các bạn, rất là tiện lợi luôn. Rồi nói về dạng khung, chúng ta sẽ có một cái dạng khung là dạng chữ nhật các bạn, hay là gọi là rectangular. Và đối với kiểu kính dạng chữ nhật, nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt tròn, nó giúp tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối thanh thoát hơn rất là nhiều. Đó là ưu điểm của dạng khung này, và cho chúng ta cái trường nhìn nó cũng rộng hơn rất là nhiều nha các bạn. Đó chính là cái ưu điểm rất là lớn của những dạng khung giống như thế này. Phía hai bên càn kính của chúng ta thì bên ngoài chúng ta sẽ có những cái một cái điểm nhấn rất là nổi bật đây, một cái line màu đỏ với tên thương hiệu Prada màu trắng cực kỳ nổi bật luôn. Ở cả hai bên thân càng kính chúng ta đều có cái chi tiết này, làm tăng cái độ nhận diện thương hiệu hầu như là tối đa dành cho mọi sản phẩm này trên mọi góc nhìn. Và chúng ta có thể nhìn vô từ cái tông màu thôi là chúng ta có thể đoán ra được đó chính là thương hiệu Prada, một cái line màu đỏ với tên Prada màu trắng như thế này, cực kỳ đặc trưng của thương hiệu này luôn. Và màu khung ở đây chúng ta sẽ có một cái màu ray rubber, tức là màu xám cao su, như các bạn có thể thấy nè, đó, một cái màu xám cao su rất là đẹp luôn mà các bạn. Ray rubber ha, một cái tông màu họ đặt là xám cao su. Rồi mình chia sẻ lại như vậy thôi. Chất liệu khung ở đây sẽ là nhựa plastic. Ưu điểm của loại nhựa này là đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi. Thường được để bên trong là một cái lớp kim loại nhằm tăng cái độ bền cho sản phẩm và dễ dàng uốn cong để phù hợp với khuôn mặt của bạn, cho cái cảm giác đeo thoải mái vì nó có trọng lượng tương đối nhẹ và đặc biệt an toàn, không gây dị ứng cho da. Đó chính là cái ưu điểm lớn của cái dạng khung này, và hầu như là cái loại nhựa này cũng được sử dụng rất là nhiều trong ngành chế tác mắt kính nha. Và tổng kết lại, các bạn thấy là sản phẩm của chúng ta sở hữu một cái thiết kế rất là hiện đại nè, trẻ trung với kiểu dáng thời trang phù hợp xu hướng hiện nay, pha trộn giữa thẩm mỹ đương đại với sự xuất sắc của công nghệ. Những chiếc kính mới từ bộ sưu tập Prada Line Rosa lấy cảm hứng từ thế giới chèo thuyền và được thiết kế để cung cấp chức năng và hiệu suất cao trong mọi điều kiện thời tiết. Đó là chính là những gì mà thông tin hãng gọi cho chúng ta. Và qua các góc quay, các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta vẫn còn mới 100%, không phải có dấu hiệu cấn móp hay trầy xước phía trên phần khung cũng như hai bên ống kính nè. Các chi tiết còn cực kỳ hoàn hảo luôn, phần thân càng kính cũng như là phần khớp nè, rất là chắc chắn nha các bạn. Cái độ hoàn thiện của mẫu kính Prada thì đánh giá rất là cao. Các bạn thấy các chi tiết được làm rất là hoàn hảo. Phần để mũi của chúng ta cũng sẽ có một cái lớp cao su tăng cái độ bám lên rất là nhiều, dành cho mẫu mắt kính giữ chặt chiếc mắt kính khi chúng ta hoạt động mạnh ha. Và đó cũng là một số cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm mắt kính ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn nếu mà nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính của Prada, cũng như là mẫu mắt kính Prada Line Rosa ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát cũng như là kính mắt với nhiều kiểu dáng, màu sắc, giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.